chào các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thì bữa nay mình cũng sẽ tiếp tục đi quay chiếc Super Đông này xuất bến nha các bạn. Lúc này đây thì anh đang dè lại đây các bạn ơi. Rất là dữ nè. Cái anh này thì đề ba xem rất là đã luôn các bạn. Chiếc này là chiếc Super Đông tàu đi các cái hòn nha các bạn. Đi Hòn Tre, Hòn Sơn hoặc là Phú Quốc các bạn. Giờ các bạn xem cái mũi trước của ảnh đây. Đang quay lại từ từ đây các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Đây rồi. Đây là chiếc Super Đông 4 nha các bạn. Phần ở phía sau đây các bạn. Khi mà cái anh này xuất bến thì một lát nữa thì có cái anh tàu cao tốc đỏ đỏ hai thân các bạn, cũng rất là bự luôn. Tiếp tục sẽ xuất bến nữa là một lát sau nữa thì có những cái anh tàu ở phía ngoài vô nha các bạn. Mình sẽ đứng đây mình đợi để mà quay cho các bạn cùng xem nha. Hy vọng là video của mình sẽ mang đến cho tất cả các bạn những phút giây thư giãn nhất có thể nha các bạn. Đây anh đang bắt đầu đề bà đây. Phía trên này có canh vỏ lãi đang chạy ngang đấy các bạn. Canh đó là canh đưa đò các bạn. Đây đang từ từ chạy lên để mà xuất bến đây các bạn. Tình hình thời tiết hôm nay thì cũng không có được đẹp đâu nghe các bạn. Rất là dài luôn nè. Đang lên ga nghe các bạn. Ôi ôi nó phê. Quá đã luôn. Cái bô mà như cái thùng bê các bạn, rất là to luôn. Ôi ôi nghe tiếng động cơ nó đã các bạn ơi. Đi tốt mà sao ngoài kia mình vẫn còn nghe được cái tiếng động cơ nha các bạn, rất là lớn luôn. Đây là cái phần đuôi của anh nè. Đây các bạn, ở trên này thì có một cái con tàu đang chạy vô bến nha các bạn. Nhìn rất là đẹp, chạy rất là dữ dội đi các bạn. Hai cái đằng nước quá đẹp luôn. Xem rất là phê nha các bạn. Chiếc này thì bên đảo về nha các bạn. Cái đảo nhỏ. Wow, quá phê luôn các bạn ơi. Nhìn hai cái làn nước rất là đẹp luôn. Chiếc này là cũng cao tốc nữa các bạn. Nhưng mà chiếc này thì chuyên chở những cái đảo ở gần đây thôi các bạn. Mấy chiếc này không có đi Phú Quốc, mình đi Hòn Tre với lại Hòn Sơn thôi các bạn. Sắp vô tới nghe các bạn. Wow. Rất là đã đây. Cái phần trước đây các bạn. Trời ơi nó phơi các bạn ơi, quá đã luôn. Đây. Anh này sẽ có một cái cú quay đầu thật là tuyệt vời đây các bạn. Xem anh đậu vô nè. Wow, nẹt luôn. Đây, xem anh quay đầu đây các bạn. Quá dữ luôn. Đây các bạn, thì cái chiếc này vô thì cái chiếc tàu đỏ nó cũng sắp sửa xuất bến nha các bạn. Nãy giờ ảnh bóp kèn báo động 2-3 lần rồi các bạn. Thì ảnh đang từ từ
cho động cơ nổ máy để mà chuẩn bị xuất bến đây. Một lát nữa anh đề ba thì mình sẽ quay cho bạn cùng xem nha. Wow, đang đạp ga lên luôn này các bạn. Chiếc này thì ảnh cập bến ở đây các bạn. Đây cái anh tàu đỏ anh đang được gia ga nha các bạn. Chiếc này thì theo thông tin mình được biết thì ảnh sử dụng 4 động cơ Rolls Royce nha các bạn. Được gọi là chiếc tàu cao tốc 2 thân 5 sao đây các bạn. Rất là đẹp luôn. Anh này thì anh chạy tốc độ rất là ghê gớm đây. Anh đang đưa cái mũi về phía trên này đây các bạn. Sắp sửa đề bài rồi đây. Ở phía cái lượng ở dưới đây các bạn, để anh quay cho bạn xem. Thấy nó chống phọc luôn. Thấy là tới đằng sau luôn đây các bạn. Nhưng mà chạy rất là vững nha. Bắt đầu lên ga nè. Wow, quá phê. Trời ơi, cái động cơ nghe rất là đã luôn các bạn. Quá đẹp luôn, chiếc cao tốc này rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn cái sao đuôi của anh này đây. Đây, cái làn sóng nó lên rất là dữ nè. Bắt đầu tăng tốc nha các bạn. Quá phê luôn. Trên có anh tàu kéo các bạn. Đang cặp bến nhưng mà rước khách nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Ở đây thì chiếc nào cũng bự bự không các bạn. Rất là to luôn. Đây các bạn, những cái cable của anh này. Quá trời cable à. Phía sau là cái chân vịt anh đạp nước rất là dữ nha. Đang cầm vô rồi đạp nước rồi. Rất là đẹp luôn. Wow, nhìn cái biển ở đây rất là phê các bạn. Đang ra ga nha. Nhìn cái chân vịt ở phía sau lưng của cái anh cao tốc này nhìn đẹp lắm các bạn.
hai cái làn nước hai bên của cái anh cao tốc này nó đang xè ra các bạn. Rất là xa các bạn, sẽ đem mình đang đợi cái khách mệnh đài ba này, sẽ quay xong các bạn xem. Đang chuẩn bị chạy nha các bạn. Sau lưng anh đây. Đây còn cái khoảng cách của mình rất là xa nhưng mà mình nghe được cái tiếng động cơ luôn các bạn. Rất là nghe nó thì chuyến này thì chạy về Gạch Giá các bạn.